Chiều Gôn, Chiều Game xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Chiều Gôn trân trọng giới thiệu với cả nhà mình cái đồng bạc này là đồng bạc một đồng bạc cổ thời Pháp đúc nhé. Xuất xứ là năm đúc là 1926. Để kiểm tra cái đồng bạc này có phải là đồng thật không thì mọi người theo dõi Chiều Gôn nhé. Đây thì Chiều Gôn sẽ dùng cái axit nitric để thử. Chị Gôn sẽ chấm vào đây một giọt. Axit nitric nha. Đây, Gôn chấm vào đây một giọt. Đấy, sau đó chị Vuôn sẽ lấy một chút nước muối, chị Vuôn sẽ nhỏ vào nhé. Mọi người theo dõi xem phản ứng thế nào nhé. Đây là muối muối ăn nhé cả nhà nhé. Vuôn chấm này. Đấy, mọi người thấy là có sủi bọt màu trắng xóa. Đấy. Vậy đây là đồng bạc chuẩn nhé cả nhà nhé. Đây mọi người nhìn rõ phản ứng sủi màu trắng. Không chuẩn thì mới là Không chuẩn thì là nó không có bọt màu trắng này. Thì không có màu trắng này và không chuẩn thì nó có thể là có bốc khói cháy lên và có cái nước màu xanh, tức là có hàm lượng đồng trong đó đấy. Ở đây là đồng chuẩn cả nhà nhé. Còn cái đồng bạc này thường hay bán giống như này, hay bán ở Sapa với giá là 300.000, thì cái đồng đấy chỉ mang tính chất là lưu niệm thế cả nhà nhé, lưu niệm. Đấy, còn cái này mới là để đánh cảm được và chơi đồ cổ này. Và đây là một phép thử Triệu Gôn giới thiệu với cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà theo dõi, chúc cả nhà luôn may mắn.